Có thể nói mua sắm online đang rất phổ biến bởi người dùng chỉ cần ở nhà có thể mua những vật dụng mình cần, thậm chí những món hàng phổ biến theo trào lưu. Và khi khách hàng mua sắm theo trào lưu thì sẽ giúp người bán tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, một số trào lưu lại gây những hệ lụy và điển hình như là trào lưu xé túi mù đang thu hút hàng triệu người dùng trên mạng xã hội Việt Nam. Trào lưu xé túi mù bắt nguồn từ Nhật Bản và nhanh chóng lan rộng sang nhiều quốc gia khác, đặc biệt là trong lĩnh vực đồ chơi và quà lưu niệm. Ban đầu các gói túi mù thường là các sản phẩm nhỏ như đồ chơi, búp bê hoặc mô hình nhân vật hoạt hình được đóng kín trong các bao bì, nhựa, giấy, ni lông, không nhìn thấy được sản phẩm bên trong. Người mua chỉ có thể biết mình sẽ nhận được gì sau khi xé bỏ lớp bao bì, tạo cảm giác hứng thú và bất ngờ. Tại Việt Nam, người tiêu dùng cũng bị cuốn vào trào lưu này qua các nền tảng mua sắm trực tuyến và livestream bán hàng. Trong mỗi buổi livestream, người bán thường giới thiệu các gói túi mù bọc bằng ni lông với mức giá từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng. Khi đặt mua, người bán sẽ bóc những gói túi mù trên livestream, sau khi bóc hết vỏ mới đóng gói sản phẩm đưa tới tay khách hàng. Trào lưu xé túi mù mang lại những trải nghiệm thú vị và những niềm vui ngắn ngủi, nhưng những hệ lụy về môi trường và xã hội là điều không thể xem nhẹ. Trào lưu nào cũng có hai mặt và xé túi mù không phải ngoại lệ. Khi hiểu rõ về những tác động và rủi ro tiềm ẩn, hy vọng rằng người tiêu dùng sẽ lựa chọn thông minh hơn, góp phần xây dựng một lối sống lành mạnh và bền vững hơn cho cộng đồng và môi trường.